Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình Hoàng Vanh Beyblade X đây. Hôm nay mình sẽ không review Beyblade nha các bạn nhé. Mình chuyển hướng sang review công nghệ một chút, sáng đổi mới, bởi vì mình suốt ngày làm việc Beyblade chắc các bạn cũng chán rồi nên hôm nay mình quyết định là đổi gió một chút. Ở trên tay mình đây là một sản phẩm khá là quốc dân, hơi không phải quốc dân lắm. Con này là con Intel Core i5 thế hệ 14. i5 14600K nha các bạn. Con này thì mình thấy là chơi game các thứ là cũng ổn áp rồi. Nó cũng không phải là quá mạnh, cũng không phải quá yếu, nó cũng là dòng gọi là dùng ổn áp ấy. Con này thì nó có 14x20 luồng nha các bạn. Và cái xung nhịp tối đa của nó có thể lên đến 5.3GHz nha các bạn. Đấy, đây là mặt sau này. Xem nó lại để luôn cái tấm hướng dẫn ở ngay đây nhỉ. Nó nhẽ nó phải để cái chip vào đây luôn ấy. Chắc là người ta bóc ra người ta kiểm tra nên là nó mới như này các bạn ạ. Đấy, đây mặt sau này thôi. Có lẽ là không lòng vòng đấy nhá. Mình sẽ bóc nó luôn đây. Con này thì giá hiện tại nó dao động khoảng 5,5 triệu trở lên. Đấy, trở xuống thì hên xui. Ok, mình không lòng vòng nữa nhé. Mình bóc nó luôn này. Đây là giấy hướng dẫn sử dụng này. Nói chung là toàn tiếng Anh ấy mà. Không cần phải đọc gì đâu, mình cứ gắn vào là ấy. Tí nữa mình test cho các bạn xem nhé. Ô, chip đâu? Ô, đồ RAM Dagger này. Chết rồi, mình bị lừa rồi các bạn ơi. Bảo sao rẻ thế. Chết rồi, mình bị ăn scam rồi. Đặt chip này, gửi con này này. Ok vậy. Để tí nữa mình sẽ phản ánh cho bên bán hàng sau nhé. Bây giờ mình sẽ thôi, coi như là cũng có cái duyên ở đây, mình sẽ review con này luôn nha. Con này thì nó là con Grand Dagger, là con bay thứ hai của Kurosu X trong bộ Beyblade X. Đây là con thứ nhất này, con Grand Sword, chắc các bạn biết rồi. Đây con thứ hai. Con thứ ba nó sẽ là con này nha, con Grand Booster, nhưng con này đang là fake và cái con hàng chính hãng của mình vẫn chưa về nên mình bỏ đây mình minh họa thôi. Con này thì nó sẽ nằm trong set gồm ba con, có con cá với cả con cá con sắc ép ấy, cắm hợp ấy, với cả con gì nhỉ, con live siêu nữa. Hiện tại thì con này bán trong set nên với cái giá là khoảng 700.000 ở Mai Kingdom thì cũng khá là đắt. Trên Shopee có vài chỗ bán cũng tầm khoảng hơn 600, khoảng gần 700 nên nó không chênh lệch nhau lắm. Nói chung là giá con này bây giờ mình thấy khá đắt nha. Nếu con này mà sẽ lẻ ra ở trong deck đấy thì mình nghĩ là bán khoảng 400 đấy, đắt phết đấy. Nếu sẽ lẻ ra nhá thì con này sẽ 400, con gì nhỉ, con live siêu sẽ bán khoảng 150, con còn lại cũng khoảng 150 luôn. Con là gì nhỉ, con sát S cũng khoảng 150 luôn. Nói chung là hai con đấy cũng khá ổn. Các bạn mua set thì về chia nào thì chia, nhưng mà thường người ta mua người ta lấy con này thôi. Hai cái con Night Shield với con sát S kia thì cả hai con cũng đều đang meta nha. Nên là mua cái deck set này cũng ổn. Đấy, hai cái blade đấy đều meta nhưng mà riêng blade con này thì không nha. Con này sẽ là con đáng lấy nhất nhưng mà hai con kia cũng không phải dạng vừa nha. Hai con kia thì cái blade của nó mạnh hơn đấy. Nhưng con này được cái là nó sẽ có cái beat này khá là ngon. Beat này cũng đang meta này. Khác với Grand Sword là có ba cánh chính thì con này sẽ chia ra làm 6 cánh nha các bạn. Con này kiểu tấn vẫn là bay attack thôi nhưng mà kiểu attack nó đều đều, nó nhẹ nhàng tình cảm ấy. Có 6 cánh nên là cái điểm tấn công nó sẽ nằm ở những cái đạn này. Đấy, những cái đạn nhô lên này. Nói chung là nó sẽ đánh hết từ đây đến đây. Còn những cái ở trong này thì rất là khó đánh vào. Mình thấy là cái blade này trông quả thiết kế này đánh cũng không ngon, nó tí mình test thử nha. Đấy, đây là phần mặt sau này. Cầm mình nó cũng không phải nặng lắm. Con này như ở trên wiki nó ghi là 34,7g hay sao ấy. Con Grand Sword này thì phần viền này nó sẽ là màu xanh nhạt, xanh da trời nhạt. Con này sẽ là màu trắng, nhìn nó rất là nổi luôn. Mình thấy là con này rất là đẹp nha. Các bạn nhìn thấy không? Chơi rồi thì cái kính này nó cũng hơi sức sức một chút. Đấy, thì nó có thể bảo vệ được cái sticker bên trong nhưng mà bù lại thì nó lại xước cái phần ngoài thì mình cũng không bỏ các bạn. Nhìn kiểu nó bị xước rồi thì mình cũng không thể nào tháo ra được. Nhìn nó cũng rất là khó chịu. Thè thì mình kiểu xước sticker, mình có thêm sticker khác mình thay vào mình dán ấy thì cũng ok, nhưng ở đây thì nó lại như này. Nhưng thôi, cũng được, chấp nhận được. Còn những con UX nha là nó không có cái phần bảo vệ đâu, kể hàng chính hãng nha, mà nó sẽ có một cái lớp coat là cái lớp bao, cái lớp sơn bóng bao phủ bên ngoài để cho nó bảo kê ấy, thì các bạn có dính một chút nước nó cũng không bị làm sao cả. Còn đây là Ratchet 460 thì nó cũng kiểu như 470 thôi, 470 nó sẽ cao hơn. 60 ở đây là 6mm nha các bạn, 70 thì sẽ là 7mm. Đấy, các bạn nhìn thấy không, nó sẽ cao hơn ở cái phần này này, cái phần nhô lên này này. Đấy. Còn đây là bit rust, như mình đã nói thì đây là một cái bit meta khá là ngon, so sánh với cái đế flap của con Grand Sword này, đế rớt này nó sẽ nhỏ hơn nha. Đấy, cái diện tích tiếp xúc của nó sẽ nhỏ hơn, như thế này là nó sẽ đẩy cái tốc độ lên rất là nhanh. Đấy, các bạn nghe cái tên rớt mà, nhưng mà nó sẽ không xdash nhanh bằng cái này đâu nha. Tí nữa mình sẽ test cho các bạn thấy, cái này gọi là nó chạy nhanh, nó tăng tốc nhanh, nó có thể xdash được mà nó không tiêu tốn quá nhiều sức lực. Nếu mà các bạn xem phim thì chắc các bạn cũng biết cái điều đấy. Thì mình sẽ thử gắn vào nha. Đây là một con bay attack, nhưng mà nó sẽ kiểu attack nhẹ nhàng tình cảm.
con này đánh đau này, con này đánh từ từ và đau đớn này, con này thì đánh phát chết luôn này. Ok, không dài dòng văn tự thì mình sẽ đem đi test luôn nha. Như các bạn đã biết thì ở clip trước cái Windows Launcher của mình đã thức tỉnh nên là bây giờ không thể gắn được Baylogger được nữa. Đấy, nên mình sẽ chỉ để như này thôi nha. Đây mình sẽ phóng thử GrandShot cho các bạn thấy cái tốc độ khác nhau như thế nhé. Đấy, cái tốc độ khi mà XDeath thì nó khá là nhanh. Rồi giờ đến con này. Đấy, các bạn có thể thấy là XDeath nó cũng không nhanh cho lắm. Đây, mình quay lại này. Đấy, cái beat này nó sẽ đỡ tốn stamina hơn khi mà XDeath. Nhưng bù lại thì nó XDeath không nhanh bằng con GrandShot. Có lẽ mình sẽ thay cái combo tối thượng cho GrandShot nha. Đấy, 360 spy này. Rồi, Grand Dagger đã chịu thua. Mình thấy là con này nó không mạnh lắm đâu. Mình sẽ quay mạnh hơn này. Đấy, con này nó sẽ tấn công dồn dập nhưng bù lại thì đánh con nào không đau phát đấy. Mình sẽ cho nó test thử với con khác. Đây vẫn là cái bao cát quen thuộc. Bóng me TZ. Bạn thấy XDeath rất là đẹp. Các bạn vì đấy là khi mà nó vào lệnh vòng XDeath rồi thì nó chạy nó cũng không được nhanh lắm. Ui, trông không ổn nha. Cả sen rồi. Nãy giờ thì chắc các bạn đã thấy độ phế của Grand Dagger rồi. Mẹ cái máy bắt đen như cướp vậy. Mình sẽ lấy thử cái beat meta này dùng cho con khác nha. Đây, combo tối thượng GrandShot Spy. Thì máy bắt đen ngu thí. Với cả khủng long nha các bạn. Khủng long dùng 160 với cả Rust nha. Cái 160 khá là ngon nhé. Mặc dù các bạn trông thấy nó ăn 3 lần tí thôi là nó không cân bằng cho lắm ấy. Nhưng bù lại nó rất là ngon nè. Đánh kiểu nó thấm ấy. Con này có vẻ không ổn rồi. Ồ, vẫn win à? Ừ, được. Đủ. Ngắt luôn. Liệu có cà sàn không đây? Anh khủng long sẽ đi trước. Ê, đừng đánh vào cái mặt nha. Sướng đấy. Ờ, không, khủng long đi trước rồi. Đấy, khủng long ăn rồi. Đây là mình cho các bạn xem cái độ ngon của cái beat. Chứ không phải là mình review khủng long đâu nhá. Ok, đây sẽ là trận cuối cùng. Đủ, xem chắc có lợi kéo nhá. À rồi, là được rồi. Rồi, đã cơ ngất luôn rồi, ngất lị. Chạy rất nhanh, đánh cũng rất nhanh. Mình chết cũng rất nhanh. Ok, và rồi là review về em Grand Dagger này. Đây là một em bay khá là phế. Thì các bạn có thể thấy không hẳn là phế nhưng mà nó sao nhỉ? Nó không ổn lắm đâu. Nếu các bạn chưa ở nhà thì hợp lý.
nhưng mà nếu mà đem đi giao lưu bạn bè thì các bạn là không quá quan trọng chuyện thắng thua thôi, nhưng mà quan trọng chuyện thắng thua là cầm cái này đi là về buồn lần sau không chơi với nhau nữa đâu đấy. Còn cái bit này khá là ngon, mang cho mấy con nhiều khủng long này cũng ok, hoặc là Phoenix chẳng hạn đấy. Còn đưa con này cầm thì đúng là kiểu bắt Sanji đánh bằng tay. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Tạm biệt.